Hai qua đây nè. Nè bác ăn này nè. Không không, để ta ăn ta gấp, đừng đưa đưa. Đưa cái ăn không có được, đầy chén không ăn được vậy. Ăn gãy nó ngon hơn. Trời ơi, cái gì nấu. Ồ, khủng long đó má ơi. Ôi, da đau bụng quá. Trời ơi, chịu không nổi. Mẹ má đi siêu thị mua hạt nêm đồ về đem về nha. Mẹ má đi má bỏ ảnh ở nhà. Vô thử đi má. Ờ bạn mấy cái đó đi đà, cũng thoải mái thôi. Thoải mái. Ai mang dừa sai này. Dạ lên mâm. Cũng hấp dẫn lắm nè. Cái lăng hả? Hồi hôm làm cá hả tới khi luôn đó, cá nó bự. Cạo. Làm cá bên một giờ mấy chưa ngủ chưa tắm gì hết. Cái này nó chín không? Này có gao không? Có chứ, gao gao út mua gao ấy cho con rồi cắt gao thơm lên ơi. Chưa cắt gao thơm. Tại vì út không, út mua xà lách rồi nhưng mà gao thơm phải có. Ít cộng hả? Đây nè, sát bên nè. Đó ngon quá, giống như phim tàu vậy. Mà nó vô nó lên núi á, cái nó kiếm con gì kiếm nướng á. Ừ. Mà chén đũa hết rồi phải không? Ăn dạ nè chị Sáu. Ăn gà ăn nha. Không thấy con đủ mới người sợ nhưng mà không phải, ăn gà tan rồi. Ăn đi mấy má ơi. Ăn gà đi. Gà ăn gà với nó nè. Này bào pha mì đựng nướng hay gì nè. À nó cây ghiêng. Bào ra cái giò vậy. Vào cái dắt ra cái hấp lâu rồi mới ăn lại món này nè sao? Ừ, món xưa nè. Ừ. Ôi cháu ơi, cháu muốn làm cái đó để tôi làm cho. Có làm má nổ tay lắm. Cái đó có bén. Làm lâu. Phải mì rồi cái mình giò rồi nấu cà ri. Dẻo lắm. Đi, sướng rồi ha. Ông ăn nhậu rồi sướng rồi đi. Hai người thử đồ trong phòng rồi. Tay mình vào xong rồi ngồi giò dắt à. Dắt rồi mới giò hay gì? Dắt à, rồi. Lấy nước. Lấy nước rồi, rồi lấy cái cặn cái hơi bì đó để vô nước á. Lắm rồi.
thôi. Dạ, chị hai sao? Hai má mua hết chợ hay gì má? Đây sách tiếp cho ba. Người đàn ông của năm. Ba rồng. Tới công đoạn làm, này hả? Làm dịch. Rồi để nó đi. Đang làm cơ ghi dịch. Lên để chặt chỗ. Con đây để lên. Rồi có chắc cho chị đi. Chắc đi chỗ. Nhặt một con. Con này bỏ gì vô mà vậy? Nêm nếm đường muối. Chứ không có bỏ một lần. Muối đường nó ra màu vàng vậy hả? Đâu, nghệ. Bỏ nghệ. Bột cơ ghi. Bột cơ ghi. Sát chế nghe mùi rất ngon nha. Xôi. Xôi hả? Xôi phai mì kè. Bắp hành. Xôi chín. Bánh lá hả? Ừ, bánh lá. Đây tới công đoạn nắng giò. Cái này phân nửa rồi mẹ. Cho nó nhiều nữa. Ba ga tay. Hỏi Út á. Hấp dẫn quá mọi người ơi. Màu đẹp quá nè. Đây cả nhà tụ họp làm. Ừ, ok Nguyên cho nó làm nè. Ừ, bay nha, chút nữa gặp. Bay Nguyên. Học cúp chị ba đi không học. Muối hay sao? Để cho ba ăn muối cho nó nấu. Ôi, đầu bếp đó ba à. Đầu bếp Âu đó. Ủa đầu bếp Việt đó. Miền Tây miền Tây gì? Cho đừng có hôi. Miền Tây đang nấu ăn với đầy gừng. Cái này hấp lên nhìn cái màu đẹp quá nè. Gà mẹ đầu tiên hấp dẫn. Dính dựng hai cha vô ăn bánh mì ấy kìa. Rồi ăn bánh mì ốp la cái này càng nó xíu. Càng xíu. Bằng Mỹ không? Rồi, Mỹ hơn luôn đó bác. Đấy hả? Chỗ đó đó. Đây nồi kaki. Sới lên đi Diễm, sới lên em đây. Cái đi dịch nha mọi người. Này, canh măng. Canh măng. Cà ông giặt. Này cà ông tay với ông giặt gì nổi. Này bóp gỏi hay không? Em xin bóp gỏi không? Cá rô chiên. Đây cá rô. Nó mắt ta đứt hả? Cá rô thì chiên. Có gọi Út hồi sáng rồi chưa bắt nó. Mỗi lần chiên bảo hộ gì. Cái này má chiên xong má chạy nè. Má chạy vô tới toilet hết trơn. Đợi không có đậu cho nó văng. Phá nhà sắt của tôi. Trời, đúng má đội nó bảo hiểm chứ. Nóng thiệt nóng muốn bỏ vô á. Chưa đâu Út, đợi đi. Bà cứ đợi nóng thiệt nóng đó. Bỏ vô rồi xong đợi nó vàng thiệt vàng hả chở là nó không có bị dính. Bỏ tí muối vô. Má đẹp nó chơi cào phải không? Dạo
người phụ nữ mạnh mẽ. Bà gần 6 trái dừa nè. Hoài biết nó chết chưa. Chị em cực quá, vì hai thấy gì hai không nóng ruột rồi. Tại sao không chịu lấy nón trời ơi, tức thiệt tình luôn. Bữa này làm gì tới đây bỏ rồi tôi. Cái đó là kìa phải ba. Để ăn không lấy gỗ lấy gì đựng trơn vậy. Ơi, ba ngồi chỗ đó gần 3 tiếng đồng hồ rồi đó. Sủi dây. Ướp đâu cũng được ha. Rồi mời cả nhà cùng ăn. Ăn. Mời cả nhà ăn này. Cá chiên, cá chiên, măng măng hầm. Ngon quá nè. Cái phai mì này lâu lắm nên mới ăn. Cái này là của miền Tây đó, đặc sản miền Tây đó. Có Như đâu rồi? Như đang nghe điện thoại Ben nè. Gì vậy ba? Thank you.